con nhập tiền bao lâu rồi? Con chưa nhập tiền, con tháng một cơ bà. Cái gì? Cái gì cơ bà? À, con chưa nhập tiền, con ở nhà con lo cho ai? Lo cho bà cho bao nhiêu hay? Lo cho bà mang thai. Bà bốn. À, bà bốn. Bà của con hay là mẹ của con? Mẹ của con. Giờ con kể con hy sinh, con hy sinh không nhập tiền để nhà lo cho mẹ, mẹ con bị đau như thế nào, đây con sao không kể hoàn cảnh đây con cho mọi người. Tập thể hiện, tập thể hiện, lý chân, không được đi nha. Mẹ con bị liệt, con ở nhà không lập gia đình để con chăm sóc cho mẹ con. Yeah. Con, phải chăm sóc cho bà. Không phải chăm sóc cho mẹ con. Yeah. Thì con hy sinh không lập gia đình để con chăm sóc cho mẹ. Yeah. Thì em chúng ta thấy là đi tu cũng là một ơn gọi, lập gia đình cũng là một ơn gọi. Đừng có bảo là con không có ơn gọi, sao lập gia đình mà thế ra con không có ơn gọi. Có ơn gọi lập gia đình, còn tôi đi tu thì ơn gọi của tôi là sống đời sống tu trì, đời sống độc thân, đời sống duyên hiếp, đó là một ơn gọi. Và anh em lập gia đình đó là một ơn gọi sống đời sống gia đình. Và có ơn gọi thứ ba là ơn gọi sống đời sống độc thân. Không phải là ấy, không phải là không lấy được ai, không phải không ai lấy mình, nhưng mình tự nguyện mình lựa chọn đời sống độc thân, không lập gia đình, cũng không đi tu, để ở nhà mình phục vụ mẹ mình, một cái hành động vô cùng cao quý, hành động cao quý lắm thưa anh chị em. Nói đến đây tôi cũng nhớ đến bà chị ruột của tôi, bà cũng qua đời. Bà ấy là cô giáo, rồi tuổi đi trẻ lớn lên 18, 20 là cô giáo, rồi thấy chị lớn của tôi đi tu, rồi thấy kế tiếp là tôi thằng con trai duy nhất trong gia đình cũng đi tu, rồi thấy con em út của tôi nó đi lập gia đình, vậy còn mỗi ông bà bố mẹ ở nhà thì bà chị thứ hai của tôi bà ấy đâu có cách nào được. Vì nếu bà đi lập gia đình thì ai chăm sóc bố mẹ, mà nếu bà đi tu thì bà lại không thích đi tu, cho nên bà lựa chọn đứng đi cô bé này tự nguyện ở nhà để chăm sóc ông bố và bà cụ. Rồi thì cách đây 3 năm ông bố qua đời, 30 tháng 8 này là dỗ mãn tang của ông. Thì khi mà ông qua đời thì cứ nghĩ rằng là bà sẽ tiếp tục chia sẻ, tiếp tục chăm sóc bà cố. Cho đến khi bà cố qua đời thì bà mới chi mới làm xong cái nhiệm vụ của chính. Nhưng mà Chúa thấy rằng có lẽ trong chương trình của Chúa cái sau đó thì Chúa cất chính đi trước bà cố. Thì sẽ thấy làm sao mình biết gì được, làm sao mình nói gì được, đó là quyền năng của Chúa mà. Chúa cất chính đi trước về bà cố ở ông một mình 85 tuổi, tức một thân một mình như vậy. Rồi tôi về ghé, tôi ra thăm bà tí thì bỏ thôi, đi về đi, lo mà chăm sóc giống như đi, lo về giáo điểm đi. Cái gì con em của tôi nó nhắn đầu là bà cố đau mổ, mà bà không dám đi mổ, bà sợ mổ. Bà nói là anh cầu nguyện cho bà, nói là anh cầu nguyện cho bà. Bà nói là, nói nó là cầu nguyện ta để tao khỏe, đừng có cần về, cứ ở đấy mà chăm sóc giáo điểm đi. Thế mẹ tôi nói là, thì đâu còn nữa. Thì có những người mà tự nguyện mình sống độc thân vì người khác mà không phải là đời sống tu trì, cái đó là cái hy sinh lớn lắm. Giá mà đi tu cũng được gọi là ma sơ, tiếp gọi ma sơ không? Dạ, thế mà có được gọi là sơ không? Dạ. Thế gọi, thế được gọi là sơ mà người ta có gọi là sơ không? Dạ, thế. Vẫn cứ thế gọi là sơ mà không được ai gọi là sơ. Tại sao thấy một ơn gọi thứ ba, ơn gọi sống đời sống độc thân. Cho nên cũng có những ông, có những anh sống đời sống độc thân là gì như vậy? Không phải là người ta ế hay là gì cả, nhưng mà đó là một cái sự lựa chọn và đó cũng là một cái ơn gọi. Cho nên mình trân trọng cái ơn gọi đó. Cha tặng con một cái máy để con ra đi về và con mở cho mẹ con nghe máy 507 giảm nhé. Nói cho ra để con mẹ tặng mẹ cái máy để mẹ nghe nhé. Rồi, cảm ơn con, chúc lại cho con. Không phải không? Rồi, vậy đây. Nãy giờ còn cái câu kia